Con trai của nghệ sĩ Thiên Kim lên tiếng khi bị nói không thương mẹ. Nghệ sĩ Thiên Kim vừa qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 90 tuổi. Sôi nổi với nghề diễn nhưng cuộc đời của bà lại có nhiều nỗi buồn. Cố nghệ sĩ từng tâm sự không được con cái thương. Trong đám tang của bà, con trai đã lên tiếng trần tình. Trong một video đăng tải trên TikTok, con trai cố nghệ sĩ Thiên Kim đã chia sẻ về chuyện bị nói không thương nên mẹ mới phải chịu cảnh vậy. Anh cho biết điều này do chính đứng sinh thành phát ngôn. Lúc đầu nghe con trai cố nghệ sĩ cũng cảm thấy bực và khó chịu. Con trai cố nghệ sĩ Thiên Kim tâm sự không được mẹ chăm sóc từ nhỏ, uống sữa ngoài, bà ngoại nuôi nấng anh và chị gái ở Gò Vấp, trong khi đứng sinh thành ở Sài Gòn. Xa cách từ nhỏ không có sự quấn quýt, anh thấy việc mẹ nói con cái không thương là điều đương nhiên. Mẹ tôi đẻ ra vì công việc đi diễn, đi đóng phim theo chiều dài lịch sử nên giao cho bà ngoại nuôi, thì mẹ tôi không thể đòi hỏi mến tay mến chân của con mình. Cái điều đó nó cũng chính xác chứ, khi về già rồi mẹ tôi sẽ thấy sao con có vẻ không thương mình. Nói cũng dễ hiểu thôi, bởi vì không có cái ôm ấp nuôi nấng chăm sóc con từ nhỏ nên lớn lên thì không có cái sự mến tay mến chân của người mẹ, con trai cố nghệ sĩ tâm sự. Nghệ sĩ Thiên Kim đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật, là gương mặt quen thuộc của điện ảnh phía Nam. Khi tuổi cao sức yếu, bà vẫn gắng sức với các vai diễn, chẳng quan tâm đến thù lao ít hay nhiều. Không quan trọng các xe nên đến nay tôi vẫn nghèo, không có nhà để ở. Tôi vào viện dưỡng lão để xung vầy cùng các anh chị em nghệ sĩ kỳ cựu, ngày ăn hai bữa cơm, âu cũng là hạnh phúc ở tuổi này, bà từng chia sẻ. Sống trọn vẹn với đam mê nhưng nghệ sĩ Thiên Kim chịu nhiều thiệt thòi. Ở tuổi xế chiều, bà nương tựa ở viện dưỡng lão nghệ sĩ, các con bận bịu ít có thời gian ghé thăm, chỉ có con trai út thường xuyên chăm sóc tôi. Cháu làm thợ may, mỗi lần xong việc là lại từ quận Gò Vấp qua quận 8 để thăm hỏi mẹ. Dù nghèo, con út của tôi vẫn tất bật, lo cho tôi không thiếu thứ gì, cố nghệ sĩ từng chia sẻ. Chia sẻ từ con trai, nghệ sĩ Thiên Kim giúp mọi người hiểu hơn về hoàn cảnh hiện tại. Bà ra đi mãi mãi để lại nỗi thương tiếc vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và rất đông khán giả yêu mến.